chào quý vị, tôi là Phương Uyên và quý vị đang cùng đến với chương trình Trong Thế Giới Xe. Để bắt đầu số phát sóng ngày hôm nay thì mời quý vị hãy cùng đến với phần điểm qua những nội dung chính. Thị trường ô tô xe máy trong tuần vừa qua có những điểm nhấn gì đáng chú ý? Hãy cùng bắt đầu khám phá nhé! Nissan ra mắt phiên bản bán tải Navara thế hệ mới. Trải nghiệm mẫu xe Volvo XC40. Chi tiết mẫu xe BMW Vision M-Next. Thưa quý vị, mới đây Nissan Việt Nam đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu bán tải Navara mang tên Nissan Navara AIVI với những thay đổi ấn tượng về ngoại hình và công nghệ. Nissan Navara AIVI mới, phiên bản một cầu, xe vẫn giữ nguyên kích thước so với thế hệ cũ, động cơ diesel 4 xi lanh quen thuộc. Xe được trang bị cụm đèn pha halogen thấu kính lớn nhằm nâng cao hiệu quả chiếu sáng. Điểm khác biệt lớn nhất là lần đầu tiên phiên bản một cầu của mẫu xe bán tải này được bổ sung loạt trang bị hỗ trợ hiện đại như màn hình giải trí cảm ứng AVN 8 inch, camera lùi, gương chiếu hậu chống chói tự động, móc ghế trẻ em Isofix. Trên phiên bản Nissan Navara EL AIVI Premium Z, ngoài những thay đổi trên, xe còn được trang bị bộ phụ kiện cao cấp Premium Z với ốp cản trước đầy cá tính ở phần đầu xe, kết hợp với ốp đèn sương mù màu đen nổi bật, bộ tem Premium Z dày dọc thân xe và logo Premium Z ở phần đuôi xe. Nissan Navara EL AIVI sẵn sàng giao đến tay khách hàng từ tháng 9. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019, khách hàng mua xe Nissan Navara EL AIVI sẽ được nhận quà tặng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng hoặc quà tặng bộ phụ kiện cao cấp Premium Z. Liên tục chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Mercedes-Benz Việt Nam vừa chính thức giới thiệu phiên bản i300 AMG mới. Với những nâng cấp đáng giá từ ngoại thất cho đến sức mạnh động cơ, i300 AMG sẽ có mặt tại hệ thống đại lý ủy quyền chính hãng từ ngày 15 tháng 9 với mức giá 2 tỷ 833 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. i300 AMG sẽ kế nhiệm i350 AMG để trở thành phiên bản cao cấp của E-Class tại Việt Nam. So với i300 AMG trước đây, khách hàng dễ dàng phân biệt thông qua các chi tiết đèn bóng từ gói Night Pocket. Mâm xe 5 cháu kép kích thước 19 inch cũng được phối với màu đen bóng. Vô lăng tích hợp hai nút điều khiển cảm ứng trên tay lái giúp người lái dễ dàng điều khiển các tính năng của xe mà không bị sao nhãng. Tính năng ga tự động giới hạn tốc độ nay cũng được tích hợp trên tay lái, thân thiện hơn với người dùng. Không chỉ sở hữu ngoại hình đậm chất thể thao, i300 AMG còn mang trên mình thế hệ động cơ M264 hoàn toàn mới. Cỗ máy i4 2.0 lít tăng áp sản sinh 258 mã lực và sức kéo 370 Nm giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 6,2 giây. Khách hàng có thể lựa chọn xe i300 AMG 2019 với 4 màu ngoại thất bao gồm trắng Polar, đen Obsidian, đỏ Hyacinth và xanh Canvasite, cùng với hai gam màu nội thất đó là đen và nâu Shadow. Cách đây không lâu thì Volvo đã ra mắt khách hàng Việt mẫu xe SUV dành cho đô thị XC40. Đây cũng là mẫu xe được đánh giá là an toàn nhất trên thế giới. Vậy an toàn ở điểm nào và thiết kế ra sao? Phương Nguyên xin được mời quý vị sẽ cùng cảm nhận ngay sau đây. Phải nói là hơi khá ấn tượng với cái em này về cái độ mà phóng vọt của em, phải nói là cũng là đáng gờm ấy. Thì mọi người thấy đây đó, Tuyến vừa lái thử chiếc xe XC40 của hãng Volvo để mà trải nghiệm xem cái dòng xe mà tầm 1,7 tỷ thì có hợp với lại các bạn trẻ hiện đại ngày nay không. Thì với cái phần lưới tản nhiệt này á, các bạn để ý và nếu như là các fan hâm mộ của xe châu Âu thì hiểu rằng là cái phần lưới tản nhiệt này đặc trưng của Volvo và nó mang hơi hướng triết lý của thiết kế Scandinavia. Đó là cái phong cách thiết kế của Bắc Âu. Mỗi cái chi tiết nó khá là đơn giản, nhưng mà mỗi khi mà hiểu được từng cái chi tiết đơn giản nó đều có câu chuyện của nó. Các bạn thấy đấy, cái phần đèn xe này nè, rất là mạnh mẽ, nhìn cực kỳ là chất.
thì không phải là tự nhiên đâu mọi người, không phải là tự nhiên một cái thiết kế là mang bản mẽ không đâu, mà cái nhà thiết kế của hãng Volvo đã lấy cảm hứng từ cái hình tượng cây búa thoa đó. Và tiếp theo, nếu mà đi tới phần thân xe và nhìn rộng ra hơn một chút thì sẽ hoàn toàn bị thuyết phục bởi về cái vật cắt màu xe đó. Ở đây là cái phần mà trên là màu đen. Cái màu đen này nếu như mà chúng ta nhìn sơ qua, chúng ta sẽ rất dễ cảm giác đây là cả một cái mảng kính màu đen tạo nên sự sang trọng, nhưng mà thật sự đây chỉ là cái màu nước sơn để là cho chúng ta cảm giác như vậy thôi. Còn nếu như Kim Tuyến không giới thiệu là đây là hãng xe Volvo thì chỉ với cái phần cụm đèn này thôi thì các bạn cũng sẽ biết đây chắc chắn là xe Volvo, một cái mẫu thiết kế mà phần đuôi đèn này không có đụng hàng với bất cứ mẫu thiết kế nào hết. Tất cả Tuyến thấy là các kể cả dòng XC60 cũng vậy, cái phần đèn rất là đặc trưng là kéo từ cái phần mà giữa thân xe nè lên tới gần phần mui đó. Và cái mọi người thấy á, thường các mẫu xe thì rất là gọi là chơi một cái, theo Tuyến đây là một cái sự tính toán khá là thông minh để làm tăng cái thể tích khoang xe. Có nghĩa là cái phần đuôi nó nhô ra như thế này, thì khi mà cái nếu như ở trong cái phần khoang xe này các chúng ta có thể cái độ để những cái đồ mà nó lớn hoặc là có kích thước mà hơi quá khổ vẫn có thể đảm bảo được. Cái cốp này chia thành hai tầng và cái điều này Tuyến chưa thấy ở cái dòng xe SUV nào hết. Mọi người xem nha. Thì cái điều này á, có nghĩa rằng á, là thật sự nó có lý do hết mọi người. Từ cái độ nếu như từ cái độ mà phân tầng của nó, bởi vì thí dụ như đó thỉnh thoảng chúng ta những cái vật mà ví dụ như vali nè, hoặc là thí dụ như những cái hàng hóa mà chúng ta cần nó đứng á, nhưng mà chúng ta chạy xe thì đương nhiên quẹo cua hay thắng ngắt thì làm sao nó thể đứng ổn được. Thì cái phần này nè, và chúng ta để những cái vật mà nó cần mà đứng vững á, thì chúng ta nó có rung lắc gì hết nó cũng trong cái không gian này. Bây giờ thì Kim Tuyến sẽ mời mọi người vào phần nội thất bên trong xe. Thật sự ra là cũng không kém cạnh gì ngoại thất đó. Và đây là cái phần nội thất bên trong xe, có nghĩa rằng nó đã tối giản hết sức có thể, không thể nào tối giản hơn nữa. Đó là một cái bộ điều khiển hoàn toàn là cảm ứng như thế này. Và ở đây là những cái phím cơ. Cái cần gạt số ở đây mọi người thấy không, nó rất là tinh tế, nó không làm rất là dễ cầm, rất là dễ cầm nắm, mà nó không có làm mất cái khoảng diện tích mà của cái khoang xe của mình. Và Tuyến sẽ nói thêm về cái phần vô lăng. Cái phần vô lăng thì thật sự ra nói thì đúng là cái thiết kế này nó vẫn chưa thật sự hiện đại 100% hoàn toàn. Nó vẫn là khá cổ điển nè, với cái hình vuông như thế này. Nó dành cho những người có chất chơi xe, có gu chơi xe, cá tính là khá mạnh. Và tất cả những cái thông số đều hiện trên cái táp lô xe như thế này. Bây giờ cái táp lô xe điện tử, nó mô phỏng cả cái khoang xe. Cái phần xe này là có người ngồi, có nghĩa là cái dựa bên cái sức nặng thì nó hiện màu đỏ. Còn những cái khoang xe phía dưới không có người ngồi thì nó lại là màu trắng. Cái phần khoang này thì nó không có quá lớn đâu. Cái phần này thì Tuyến thấy nó hơi lạ ha. Ủa cái phần này lấy ra được luôn. À Tuyến hiểu rồi. Đây có thể được coi là một cái thùng rác mini. Yeah, có thùng rác mini. Có nghĩa là mình có, bởi vì nhà rất là hay luôn, thì cái này cũng bất ngờ luôn. Nghĩa là mình có thể lấy ra để mình đổ rác ra bên ngoài. Nhìn bên đây mọi người sẽ thấy rõ hơn nè, là cái chữ Harman Kardon. Cái Harman Kardon này là một cái hãng thiết bị về audio âm thanh khá là nổi tiếng, cũng là của dòng châu Âu. Và mọi người thấy lạ không? Cái phần mà thường á, những cái phần mà gọi là máy lạnh á, cái phần máy lạnh trên xe nó nằm bề ngang như thế này, còn cái này là một cái thanh dọc. Và chúng ta điều khiển qua lại như thế này. Và lên xuống nó cũng rất là lạ. Cái khoang mà hành khách á, nó khá là nhỏ. Và cảm hơn so với là cái khoang mà người điều khiển. Thì đối với những người mà chân gọi là khá dài á, thì nó có thể hơi chật. Thì cái điều này nó có thể là một cái phần hạn chế cho cái dòng xe này. Bởi vì nếu Tuyến nghĩ, nếu mà ở Việt Nam thì thấy rất là ok, hoàn toàn vừa. Nhưng mà nếu như mà ở Bắc Âu, người Bắc Âu có nghĩa là cái ngoại hình người ta to hơn, chân chắc chắn dài hơn, thì cái phần hành khách á, thì có vẻ là hơi là khó khăn. Đây là một cái mẫu xe với tầm giá 1.7 tỷ. Thì Kim Tuyến phải nói rằng là khá là bất ngờ. Bởi vì là cái hãng xe Volvo dường như là cái phân khúc đây là cái phân khúc cao cấp. Và với cái dòng xe về cái thiết kế, về cái nội thất, dường như nãy giờ chúng ta chưa tìm thấy được một cái sự gọi là thiếu hụt, thiếu sót nào về mặt công nghệ cũng như cái sự tiện lợi cho một chiếc xe hơi. Vừa rồi thì Tuyến đã xong phần nội thất cũng như cái phần ngoại thất của xe. Thì bây giờ tới cái phần mà là quan trọng nè, đó là cái phần test drive, thử về độ nhạy và tới các cua, cái độ đánh lái cũng giống như cái độ bốc của nó như thế nào.
thì Kim Tuyến sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người xem. Mang trong mình sức mạnh đáng kinh ngạc với khối động cơ Drive-E T5 250 mã lực cùng công nghệ tăng áp Turbocharge, cỗ máy này cho khả năng tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên chỉ trong vòng 6,4 giây, gần như mạnh nhất trong phân khúc. Bên cạnh đó, với việc phát triển dựa trên cấu trúc khung gầm CMA thế hệ mới, đi kèm 5 chế độ lái chuyên biệt như Comfort, Dynamic, Eco, Off-Road và Individual, Volvo XC40 với hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian cho tỷ lệ cân bằng đến hoàn hảo để có thể vận hành mượt mà trong điều kiện đô thị hay những cung đường thiên nhiên hoang dã. Và phần cuối của chương trình ngày hôm nay sẽ là chuyên mục Mỗi tuần một xe. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Ra mắt lần đầu tiên tại sự kiện Next Gen được tổ chức vào tháng 6, mẫu xe tương lai BMW Vision M-Next lần đầu tiên ra mắt thị trường Mỹ vào cuối tuần vừa qua tại Monterey Car Week. Xe sẽ được sản xuất vào năm 2023 nhằm thay thế i8. Đây cũng sẽ là bước đầu tiên của BMW hướng đến một chiếc M-Car điện hoàn toàn. Theo một số nguồn tin, BMW Vision M-Next sẽ được trang bị động cơ công nghệ plug-in hybrid 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít với hai động cơ điện. Tổng công suất của hệ động cơ này lên đến 600 mã lực, đủ giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 cho đến 100 km/h chỉ trong vòng 3 giây, đạt vận tốc tối đa là 300 km/h. Đặc biệt hơn, người lái có thể lựa chọn giữa hệ dẫn động hai cầu bằng điện hoặc dẫn động cầu sau. Nếu sử dụng công nghệ điện hoàn toàn, khối lượng xe có thể lên đến 2.200 kg. Do đó, hãng xe quyết định sử dụng công nghệ plug-in hybrid, giúp khối lượng xe giảm xuống chỉ còn 1.700 kg. Thiết kế của Vision M-Next được lấy cảm hứng từ hai mẫu xe BMW i8 và M1 Hummer. Nhiều chi tiết có dạng vuông khiến cho nhiều người liên tưởng đến mẫu xe huyền thoại BMW M1 từ thập kỷ 70 như khe gió cột C, vòng cửa sổ phía sau, đèn hậu với logo BMW hình tròn. Thân xe được ứng dụng tối đa vật liệu sợi carbon, một số được để lộ ra bên ngoài. Chiếc Vision M-Next được trưng bày mang màu sơn ngoại thất cast silver ánh kim và thrilling orange làm nổi bật các chi tiết của chiếc xe. Một điểm đặc biệt trên thiết kế của Vision M-Next là lưới tản nhiệt. Đối với những mẫu xe sử dụng nhiên liệu chất đốt, lưới tản nhiệt cung cấp không khí cho khối động cơ đốt trong, giúp làm giải nhiệt khi cần thiết. Nhưng với Vision M-Next, đây không phải là lưới tản nhiệt thật, mà được thay thế bởi một tấm chắn trong suốt được khắc laser, mang lại hiệu ứng thị giác lạ mắt và ấn tượng. Ngôn ngữ thiết kế nội thất của xe đi theo hướng tối giản hóa, vị trí người lái được đặt thấp hơn, với hai bảng đồng hồ trong suốt thiết kế nổi, vô lăng tối giản hóa với hình dáng lạ thường cùng với sự biến mất của các nút bấm. Các công nghệ hay tính năng khác trong xe cũng được giấu đi. Tuy nhiên, BMW Vision M-Next được trang bị một công nghệ hiện đại có tên là Boost Sport. Công nghệ này sẽ hiển thị các thông tin và chức năng hỗ trợ lái của xe thông qua 3 kênh chính: tiêu điểm quan sát của người lái, sau vô lăng và màn hình HUD thực tế tăng cường trên kính lái. Và quý vị thân mến, những hình ảnh ấn tượng về mẫu xe BMW đã khép lại số phát sóng tuần này. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phương Uyên xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Trong Thế Giới Xe. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ được hiển thị phía trên màn hình. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này của tuần sau.